Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Yêu Phóng nha. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì em cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chung giúp em để không bỏ lỡ qua video nào bên em. Kênh YouTube Thọ Audio Hải Phòng ạ, số điện thoại 0937481666 ạ. Vâng ạ, ngày hôm nay thì em lại về được rất nhiều các sản phẩm cho các bác luôn, gồm rất nhiều các loa bass 25, 30, loa chung, loa chép, phân tần có đầy đủ cho các bác luôn. Và bác nào thích mã nào thì đừng làm ơn đừng tua qua video là mọi người nhá. Sẽ xem từng video một bên em thì nó hay hơn các bác nhá. Để đỡ phải hỏi điều lại nhiều giá. Và em sẽ báo giá cụ thể cho các bác luôn và tình trạng của loa luôn các bác nhá. Vâng ạ. Đôi loa số 1 là đôi loa bass 25 của Đài Loan các bác nhá. Tình trạng là côn zin các bác nhá. Nhẹn đã thay rồi các bác nhìn chưa? Nhẹn nắm con nó yếu nó sạt đây. Nó sạt xuống nhà phải thay mới cho các bác luôn. Và đảm bảo cho các bác chất lượng chạy ngon lành cảnh báo cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Nhẹn đã thay các bác nhá, còn côn zin. Thì các bác biết là cái nhẹn nó cũng như kiểu cái gân này đấy. Dùng thời gian nó cơ cứng nó đơ. Nó cứng ra thì bắt buộc là phải thay nó đi để cho nó có độ đàn hồi tốt đấy. Nó nhún nhảy tốt thì tiếng nó mới hay được, còn nó cứng nó không hay đâu. Đúng nhá. À, không ra tiếng được đâu. Đôi này em đang bán 900k với nhà mã số 1. Mã số 1 đây. 500 sau đây ạ. 502 tầng các bác nhá. 502 tầng. Đấy. 502 tầng. Đấy. Đẹp luôn. Thay gần mới cho các bác rồi chỉ việc vào chơi thôi. Các bác nhá. Ok. Đôi này 900k mã số 1. Ok. Mã số 2 tất cả nhận còn zin các bác nhá. Nhận còn zin. Nhận còn zin. Ok cho các bác. Gần thay rồi. Gần thay rồi. Đôi này là 900k các bác nhá. Đấy 900k. 900k. Côn zin bằng zin. Các bác nhá. Côn zin bằng zin các bác nhìn đây. Đấy, 502 tầng luôn. Cổ 502 tầng. Đấy, tháo toàn loa tháo từ thùng ra nha, không phải loa mới đâu các nhá. Loa nào mới em bảo mới luôn. Loa nào thanh lý của sở em bảo thanh lý của sở. Ok. Mã số 2 là 900k. Và đây ạ, hôm nay có một cặp bass 30 của Enemon. Bass 30 của Enemon các bác nhá. Bass 30 của Enemon. Con này côn zin. Nhận zin, màng thay các bác nhá. Màng thay, bởi vì con này là lúc vận chuyển về đấy nó bị rách màng. Đấy, loa Element của Mỹ các bác nhá. Này, Element này. Ok chưa? Element của Mỹ bass 30 nha. Con này màng thay côn còn zin luôn. Nói chung mà màng thay nó cũng chẳng có ảnh hưởng quá nhiều chất âm, nhưng mà bên em bán thì bên em sẽ báo giá và báo đầy đủ cụ thể cho các bác tình trạng của loa luôn. Đấy, loa thay màng, bán giá thay màng, loa zin bán giá zin các bác nhá. Bass 30. Đôi này là 1.100.000 đồng các bác nhá. 1.100.000 đồng, bao ship cho anh em luôn. Ok. Vâng. Tôi tiếp theo là đôi loa bass 25 của Đài Loan. Vật vã luôn. Đôi này thì nó quá vật vã rồi, đẹp luôn. Các bác nhìn chưa? Đấy đẹp luôn này. Củ làm châm này. Vật vã. Các bác nhá. Vật vã to vật vã luôn. Đôi này tiếng rất lời rất hay. Đấy. Đôi này có một đôi các bác nhá, không có những số lượng nhiều. Mã số 4. Mã số 4 con này côn được côn 51. Côn 51 các bác nhá. Côn 51. Đấy, từ to vật vã luôn. Đấy. Tôi này 900k các bác nhá, mã số 4. Đấy. Vâng. Từ đôi số 5 của chúng ta thì đây. Báo ra cho các bác luôn. Đây. Các bác nhìn hai con này rất giống nhau. Y hệt nhau không khác cái gì cả các bác nhá. Nhưng mà cái này nó chạm vào chạm bằng. Cái này nó hơi khuyết cho một tí. Đấy. Chắc bị nhầm với đôi nào. Với em lúc em vận chuyển về luôn nhầm với đôi nào. Tất cả zin hết các bác nhá. Tất cả một zin đẹp. Đấy, zin đẹp luôn. Màng nước ngon lành. Vân đã thay cho các bác rồi, chỉ phải vào chơi thôi. Đôi này nó hơi đạch nhẹ một tí thế. Cái đít này thôi, còn tất cả côn từ mọi thứ bằng nhau hết các bác nhá. Đôi này nó đang bán 750.000 các bác nhá. 750.000. Đấy, có gì nào nói thì các bác nhanh. Vâng, đôi tiếp theo là đôi ma số 6 là đôi loa Party House các bác nhá. Party House. Loa thì zin ngon đẹp. Đấy, nhận thay mới rồi các bác rồi nhá. Nhận này con này, nhận thay này. Các bác nhìn chưa? Nhận thay này. Vì nhận nắm con nó cứng ấy, thay. Và con này mà lúc con chuyển về nó bị mẻ. Nó nứt cái này em gắn lại rồi các bác nhá. Đây chỉ là cái 500 phụ. Không liên quan gì đến cái 500 chính ở dưới các bác nhá. Dính ở dưới, còn cái này là 500 phụ thôi. Loa Party House. Cổ vàng ống 7 màu đẹp luôn. Các bác nhá, Party House. Đấy. Côn zin. Đôi này em bán 900k các bác nhá. 900k. Có một chiếc thì nó hơi có cái 500 phụ nó hơi nứt nhẹ thôi. Em mà dính lại rồi. Đấy. 900k các bác nhá. Mã số 6. Mã số 7 ở đây là đôi loa. Này là loa của Morgan Show các bác nhá. Morgan Show. À, loa Morgan Show zin toàn bộ các bác nhá. Zin toàn bộ. À, zin toàn bộ.
Zin toàn bộ nhận Zin, côn Zin. Gân thay rồi cho bác này. Gân thay rồi này. Củ 5.2 tầng đẹp luôn. Loa của Morgan sâu các bác nhá. Dòng này là dòng loa của Morgan sâu với CF hay dùng cái này. CF ấy. Tôi là 900k các bác nhá. Con số 7. Con số 7 các bác nhá. Đấy. Tất cả côn Zin các bác nhìn này. Đấy, côn Zin này. Khô đất đẹp. Win bằng nhận trong. Vâng, mã số 8 ở đây là đôi loa BMB 455. Tất cả Zin nguyên các bác nhá. Zin nguyên. Zin nguyên. Zin nguyên. Gân thay mới cho các bác rồi. Loa bao Zin màng nhện côn. Loa bao xịn cho anh em là BMB 455. Đấy, BMB 455. Đấy. Không xịn em biếu không luôn, không cần lấy tiền. Đấy. Đôi là 1.7 một đôi thôi nhá. Tổng BMB 455 giờ nó đắt. 1.7. Đôi loa tiếp theo là đôi loa Audio King. Thôi nhá, Audio King của Đài Loan. Cái này thì chắc nhiều người biết rồi, không cần phải quảng cáo đúng không ạ? Củ 500 một tầng thôi, nhưng tiếng nó rất là hay, lời rất là ngọt các bác nhá. Zin toàn bộ anh em nhá. Đôi này em bán 800k. 800k. Bác nào đi mua loa thì đừng so đo của cái con một từ hay hai từ nhá các bác nhá. Bởi vì là quan trọng tiếng nó có hay không nó mới là vấn đề thôi. Đấy. Mã số 9 các bác nhá. Mã số 10 đây là loa chép ma răng hàng thanh lý của xưởng các bác nhá. Rất nhiều bác mua của em rồi và đã phản hồi tiếng rất là hay. Đây là loa dòng loa nó xuất khẩu nước ngoài nhưng mà do dịch bệnh nó không xuất được nên là nó bán thanh lý em nhá, nhá. Bác nào đang bị cháy chép ấy mà quấn không nó mất hơn 100.000 rồi thì mà không thể là hay bằng zin được thì tốt nhất là mua một cặp này có 200.000 bao ship tận nơi cho anh em luôn thôi nhá. 200k tiếng bao hay cho anh em luôn, bao sáng bao đẹp. Đấy, 200k bao ship toàn quốc. Đấy, chép ma răng thôi nhá. Còn mã số 11 ở đây là một chung chép của Logitech thôi nhá. Chung là chung 11.5, chép là chép 8 thôi nhá. Combo của này là 300.000. Đấy, còn nếu mua rời là 200.000 đôi chung, 200.000 đôi chung và 150.000 đôi chép là 350. Tất cả nhưng mà nếu lấy combo cả bộ thì em chỉ có tính 300.000 một đôi này, hai đôi này thôi. Hai một đôi chung này, một đôi chép này. Một đôi chung này, một đôi chép này, 300.000 bao ship tận nơi cho anh em luôn. Ok chưa? Đo Logitech Đài Loan sản xuất cho thị sĩ. Ok chưa? Nó bãi coi nhìn này. Nó bãi cũ này. Đấy, ok. Vâng, mã số tiếp theo. Đấy. Là mã số đồn bộ loa Logitech bát 20 không nhá. Bát 20 này. Bát là 500.000 này. Chung là 200.000 này. Và chép nhỏ là 150.000. Chép nhỏ là 150.000 chép nhỏ này. Chép này chép thật để bãi rồi nhá. Nhìn kỹ đi ạ, chứ không phải mới đâu nhá. Hàng mới nó khác nhau. Các bạn nhìn chưa ạ? Chép này thì 150.000, còn chép to này là 200.000 các bạn nhá. Chép to này 200.000. Đấy. Đấy, bác nào lấy chép nào thì lấy ạ. Nếu combo mà một bộ mà một bát này, một chung một chép này là 850.000, nhưng nếu combo em chỉ lấy 800.000 thôi, còn nếu lấy chép to, cái chép to là tất cả là 850.000 thôi nhá. 900 thì em tính 900 thì em trừ đi 50.000 là 850.000. Combo gồm cả một bộ bát này, một chung này, một chép, một đôi chép các bác nhá. Ok chưa các bác? Đấy. Rồi. Hôm nay mã số 12 của chúng ta đây là em về được một ít phân tần xịn. Máy phân tần loại đẹp loại 1 của JBL. KP 6012 4012. Đấy. Và 4016010. Đấy, toàn hàng xưởng không nhá, toàn hàng xưởng. Chạy cho tép leo không nhá, tép leo. Mà tép leo đã hay rồi thì chắc chắn là tép thường ok thôi các bác nhá. Yên tâm. Và văn xưởng các bác nhìn đi ạ. Mạch của nó làm đẹp rõ nét, nét căng càng luôn. Đấy, có đầy đủ cả bóng bếp đầy đủ luôn, không thiếu gì luôn. Đấy, hàng xưởng lắp có tất cả các dòng 30, 40. Đấy, 25, 20 lắp được luôn các bác nhá. Rất nhiều dòng lắp được luôn, rất đa dụng các bác nhá. Bộ này em đang bán là 900k bao ship các anh em nhá. Đừng so đo mấy cái dòng rẻ tiền các bác nhá. Tiền nào của đây thôi. Một bát một chép dòng này là dòng highway. Một bát một chép ạ. Và đây cũng là hàng xưởng luôn. Đấy, một bát một chép bát 30. 40 cũng lắp được luôn, 25 cũng lắp được luôn. Đấy. Bộ này là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đấy, 450.000, rẻ bằng một nửa anh em nhá. Rẻ bằng một nửa. 450k. Đấy. Ok. Mã số 13 và mã số 12 là phân tần JBL KP 6012. Đấy, mã số 12. Bát 25 răng thôi nhá.
Thì hôm trước rất rất nhiều bác mua bên em rồi. Đây các bác hỏi có đây là hàng mới thì em cũng trả lời cho các bác, đây là hàng mới, nó có hai loại các bác nhá. Một ấy, là mới tinh đình tình, hai là mới theo kiểu là phân xưởng người ta thanh lý các bác nhá. Thì nó vẫn là mới nhưng mà hàng của nó hàng chất lượng cao hơn các bác nhá. Thế là cao hơn. Vào đây là các bác nhìn đi ạ. Ủ chạm clip của nó là 7 màu óng ánh các bác nhá. Đấy. Và các bác nhìn đi ạ, cái loa của nó khôn, nó có đầy đủ CQ mã vạch mà viết đầy đủ. Côn 51 các bác nhá, côn 51. Và màn của nó các bác nhìn đi ạ. Nó khác biệt hoàn toàn những cái dòng loa của Việt Nam và nước linh tinh các bác nhá. Các bác không thể so đo với cái dòng loa này được. Đấy. Các bác nhìn đi ạ. Nó đẹp cực kỳ luôn, từ cái lớp keo, từ cái gân, từ cái màn của nó luôn. Các bác nhìn chưa ạ? Hàng phân xưởng quá nhá, phân xưởng. Và đô la này rất nhiều bác mua và em đảm bảo các bác hát cao kê cực hay luôn. Đấy, tiếng ngọt, lời liếc lên tốt, bát liếc đếc đầm. Và giá của đôi này là 1.250.000 một đôi, bao ship anh em nhá. Đấy, bao ship, bao zin toàn phần cho anh em luôn. Đấy. Và tiếp theo, mã số tiếp theo là những dòng loa chép. Hôm nay về có cả chép 350, chép 450 luôn. Chép này các bác biết là chép BC đúng không ạ? Đấy, bác nhá. Còn hàng xưởng các bác nhá, hàng xưởng có đầy đủ tem, tem mã vạch cốt kiếc đầy đủ luôn các bác luôn, chứ không phải trôi nổi trên thị trường đâu. Các bác nhớ như vậy nhá. Nên là bên em bán thì em cũng lựa chọn bởi vì nó chênh lệch nhau không nhiều tiền nên là cứ hàng đẹp mà chơi thôi. Đấy, bác nhá. Đôi này là chép BC của thương hiệu của Italia, sản xuất ở Trung Quốc các bác nhá. À, chứ không phải lại bảo là của Italia nó thích việc cơ. Và côn 44. Đấy, đôi này là 750.000 một đôi. Tôi sẽ bao ship toàn nhà cho anh em luôn. Côn 44. Đấy. Và đôi mã số tiếp theo. Đây mã số của là mã số 75 các bác nhá. Mã số 75. Và mã số tiếp theo là chép BMB cũng côn 44 các bác nhá. Hàng toàn hàng xưởng thôi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Hàng xưởng. Làm rất là đẹp, rất là chi tiết. Và 850.000 một đôi, mã số là 85. Đấy. Và tiếp theo là đôi loa chép JBL cũng là hàng xưởng thôi, chứ không phải hàng xịn Mỹ đâu các bác nhá. Đấy, cái này làm cho nó đẹp, cho nó vui thôi. Chứ nó là hàng xưởng các bác nhá. Hàng xưởng. Côn 34 các bác nhá. Côn 34 làm đẹp long lanh luôn. Đấy, côn 34. Và em bán là 450.000 một đôi này, bao ship. Mã số là mã số 45 các bác nhá. Mã số 45. Theo dương cân. Mã số 45. Đấy, các bác ok chưa? Mã nào tiền bao nhiêu thì em ghi thủ tiêu, ghi 850 thì em ghi là 85 nào đây cho các bác nhìn dễ nhìn. Còn đây keo dưỡng gân của phân xưởng của Đài Loan, rất rất nhiều bác mua của em rồi đấy ạ. 180.000 một đôi, 180.000 một loại thôi nhưng quét được mấy đôi cơ. Quét mấy đôi. Và đây cho các bác xem cụ thể là lúc quét vào rồi và lúc chưa quét đấy ạ. Chưa quét thì nhìn rất là buồn cười đúng không ạ? Nhưng quét vào rồi nhá, màng rất là đẹp. Đấy các bác nhá. Rất là dai, rất là đanh luôn. Và những trường hợp mà loa mà màng nước nó bị sờn hoặc là hỏng ấy, các bác có thể quét cái này vào rất là bóng đẹp các bác nhá. Rất là chất luôn. Đấy, màng dầu luôn, đẹp luôn. Đấy. Tạo độ đàn hồi tốt cho loa này và làm cho tiếng nó thoáng, nó đanh hơn rất nhiều các bác nhá. Và bác nào có nhu cầu thì cứ gọi đến cho em, mua chỉ 180.000 là bao ship tận nhà cho anh em luôn. Một lọ này quét được mấy đôi luôn, chỉ cần mua cái chổi sơn về quét thế là xong, để 3-5 phút là khô các bác nhá. Ok. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì mọi người gọi điện thoại trực tiếp cho số điện thoại 0937 này 481666 hoặc Zalo số này luôn các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi.